Có người rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần làm gì để trở thành người lân cận như người Samari này? Mời em Bảo Ngọc. Chúng ta thể hiện lòng yêu thương và nhân từ khi người khác cần giúp đỡ. Priya ơi, ngồi đây nè. Mình tên là Bảo Ngọc. Chào bạn. Áo bạn đẹp quá. Bạn mua ở đâu? Mẹ may cho mình đó. Đây là trang phục của nước mình. Nó gọi là Sopo Kamis. Đây là màu áo mình thích nhất. Kể mình nghe về nước mình. Bảo Ngọc, mình làm chung nhé. Ừ, cũng được. Hết sảy luôn. Mình nghĩ trang đầu thì chúng ta có thể làm như vậy, rồi sau đó như vậy. Có người rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần làm gì để trở thành người lân cận như người Samari này? Mời em Bảo Ngọc. Chúng ta thể hiện lòng yêu thương và nhân từ khi người khác cần giúp đỡ. Priya ơi, ngồi đây nè. Mình tên là Bảo Ngọc. Chào bạn. Áo bạn đẹp quá. Bạn mua ở đâu? Mẹ may cho mình đó. Đây là trang phục của nước mình. Nó gọi là Sopo Kamis. Đây là màu áo mình thích nhất. Kể mình nghe về nước mình. Bảo Ngọc, mình làm chung nhé. Ừ, cũng được. Hết sảy luôn. Mình nghĩ trang đầu thì chúng ta có thể làm như vậy, rồi sau đó như vậy. Có người rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần làm gì để trở thành người lân cận như người Samari này? Mời em Bảo Ngọc. Chúng ta thể hiện lòng yêu thương và nhân từ khi người khác cần giúp đỡ. Priya ơi, ngồi đây nè. Mình tên là Bảo Ngọc. Chào bạn. Áo bạn đẹp quá. Bạn mua ở đâu? Mẹ may cho mình đó. Đây là trang phục của nước mình. Nó gọi là Sopo Kamis. Đây là màu áo mình thích nhất. Kể mình nghe về nước mình. Bảo Ngọc, mình làm chung nhé. Ừ, cũng được. Hết sảy luôn. Mình nghĩ trang đầu thì chúng ta có thể làm như vậy, rồi sau đó như vậy. Có người rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần làm gì để trở thành người lân cận như người Samari này? Mời em Bảo Ngọc. Chúng ta thể hiện lòng yêu thương và nhân từ khi người khác cần giúp đỡ. Priya ơi, ngồi đây nè. Mình tên là Bảo Ngọc. Chào bạn. Áo bạn đẹp quá. Bạn mua ở đâu? Mẹ may cho mình đó. Đây là trang phục của nước mình. Nó gọi là Sopo Kamis. Đây là màu áo mình thích nhất. Kể mình nghe về nước mình. Bảo Ngọc, mình làm chung nhé. Ừ, cũng được. Hết sảy luôn. Mình nghĩ trang đầu thì chúng ta có thể làm như vậy, rồi sau đó như vậy. Có người rồi.
Chúa Giêsu dạy chúng ta cần làm gì để trở thành người lân cận như người Samari này? Mời em Bảo Ngọc. Chúng ta thể hiện lòng yêu thương và nhân từ khi người khác cần giúp đỡ. Priya ơi, ngồi đây nè. Mình tên là Bảo Ngọc. Chào bạn. Áo bạn đẹp quá.